Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chiều hôm qua, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Cà Mau tổ chức hội nghị tri ân khách hàng mừng sinh nhật lần thứ 24, kết hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho một khách hàng tại thành phố Cà Mau. Tháng 1 năm 2017, qua tìm hiểu nhận thấy những lợi ích khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, ông Lê Hoàng Phong, ngụ ở phường 4 thành phố Cà Mau, đã đăng ký tham gia 3 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của công ty Bảo Việt Nhân Thọ Cà Mau với các sản phẩm gồm An Phát Trọn Đời, An Hưng Phát Lộc và Hữu Trí Dưỡng Nghiệp. Tổng số tiền bảo hiểm trị giá 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ mới đóng phí được hơn 300 triệu đồng thì tháng 5 năm nay, ông Phong bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo đã qua đời. Khi nhận được thông tin, công ty Bảo Việt Nhân Thọ Cà Mau đã thành lập đoàn tới thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời nhanh chóng hoàn tất các thủ tục thanh toán tiền bảo hiểm cho người thừa kế hợp pháp của ông Lê Hoàng Phong theo đúng cam kết trong hợp đồng. Đây là một trong những trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho khách hàng lớn nhất của công ty Bảo Việt Nhân Thọ Cà Mau. Bắt đầu tham gia bảo hiểm nhân thọ thì vợ chồng tôi với mục đích là tích lũy. Sau đó thì chẳng may chồng tôi gặp cái rủi ro trong cái bệnh hiểm nghèo, thì nhờ có cái gói tham gia bảo hiểm nhân thọ này mà giúp cho gia đình tôi cũng như các con tôi vượt qua nỗi khó khăn. Về cái vấn đề thủ tục để chi trả quyền lợi bảo hiểm thì Bảo Việt Nhân Thọ đã đáp ứng kịp thời, nhanh gọn cho chúng tôi. Được thành lập năm 1996, đến nay, Bảo Việt Nhân Thọ đã xây dựng được một hệ thống mạng lưới 76 công ty thành viên với hơn 20 sản phẩm khác nhau và trên 1.000 điểm phục vụ khách hàng tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Đơn vị tự hào đã hoạch định và bảo vệ cho hơn 10 triệu lượt khách hàng, trong đó có 1,2 triệu khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn với số tiền hơn 40.000 tỷ đồng. Riêng công ty Bảo Việt Nhân Thọ Cà Mau hiện đang phục vụ cho hơn 30.000 khách hàng trong tỉnh, chi trả quyền lợi bảo hiểm đáo hạn bình quân 50 tỷ đồng một năm và chi trả bảo hiểm rủi ro cho khách hàng bình quân 15 tỷ đồng một năm. Công ty luôn nỗ lực tạo niềm tin vững chắc, cam kết bền vững, đồng thời cải tiến sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu bảo vệ, tiết kiệm, đầu tư ngày càng tăng của khách hàng.